Xin chào mọi người, chào người tới bài tập chân thẳng ngày hôm nay của Nhi. Làm sao để cải thiện chân cong? Chân cong chữ O hoặc chữ X có nguyên nhân là do gen di truyền, do hoạt động thể chất và thiếu chất ngay từ nhỏ. Càng lớn chúng ta càng khó để nắn chỉnh xương, nhưng vẫn có thể cách cải thiện bằng cách là tập chữa sai tư thế, massage nắn chỉnh chân và duy trì lối sống lành mạnh. Bài tập lấy cảm hứng từ việc Yona chữa thành công chân bồng kiềng của mình. Nhưng mà nếu mà các bạn bị chân bồng kiềng thì cũng đừng có tự ti mặc cảm mà hãy cố gắng cải thiện bằng những cái cách mà mình đã nói ở trước đó nha. Nhớ check link ở phần mô tả để có phần hướng dẫn kỹ hơn. Bây giờ chúng ta cùng tập với nhau thôi nha. Bài tập đầu tiên chúng ta sẽ gập một chân lại, sau đó thì lấy bàn chân của chân này đặt sát đầu gối của chân bên kia, sao cho mà chân của chúng ta một chân thì thẳng, một chân thì đang bắt chéo qua một chân bên kia như vậy, và lưng thì giữ thẳng. Chú ý động tác này chúng ta sẽ giữ trong vòng 30 giây mỗi chân, và lưng khi nào cũng để thẳng, có thể khung cái đầu xuống một tí để cho giãn được nhiều hơn, nhưng mà lưng thì luôn luôn là giữ thẳng nha mọi người. Tới đây mọi người đổi chân và tiếp tục giãn chân kia trong vòng 30 giây nữa. Động tác tiếp theo, động tác tư thế con ếch, rất là hữu hiệu trong việc chữa chân cong. Lưu ý kỹ thuật của động tác này thì hai tay phải chống vuông góc với mặt sàn. Đầu gối thì cái phần đùi và phần chân cũng tạo một góc 90 độ, và hai chân cũng bè ra bên ngoài và tạo góc 90 độ. Và lưng phải thẳng, đi lên đi xuống như vậy. Chúng ta thực hiện tác này trong vòng 30-50 lần, và có thể thực hiện tác này trong lúc rảnh. Bài tập tiếp theo, mọi người đứng thẳng cúi người, hai tay đan lại với nhau và ôm lấy phần bắp chân phía sau của mọi người và từ từ di xuống cái phần gót chân. Ở động tác này mọi người nhớ là khép hai chân lại khít với nhau và sẽ cảm nhận được cái phần bắp chân của chúng ta sẽ được giãn rất là nhiều và hơi mỏi. Cùng giữ động tác này ở khoảng 20-30 giây nha. Ở đây thì mọi người hạ người xuống và chuyển sang động tác khác. Động tác tiếp theo, mọi người sẽ vẫn nâng cao cái phần mông của mình và để hai chân thẳng, đầu thì cúi xuống và hai tay thì chống xuống mặt đất. Động tác này là một trong những động tác rất nổi tiếng ở trong yoga, nhưng mà có rất nhiều bạn nói với mình là tập động tác này rất là dễ chóng mặt và không thực hiện được. Thì mọi người có thể thực hiện ngay từ ban đầu ở 5-10 giây, sau đó thì dần dần mọi người sẽ kéo dài lên. Khi mà các bạn không cảm thấy là có thể duỗi thẳng chân thì có thể khuỵu chân một chút cũng được. Nhưng mà nhớ là hai chân cố gắng phải để thẳng và để đúng cái tư thế mới có thể chữa sai tư thế được. Động tác tiếp theo, mọi người sẽ chống một chân thành một góc 90 độ giống như mình đã làm trên màn hình. Sau đó thì từ từ đưa người về phía trước và bẻ cái phần đầu gối ra ngoài và từ từ giãn người ra, và các bạn sẽ cảm thấy được một cái sự giãn cơ ở cái phần chân mà mình đang đặt ở trước mặt, và từ từ đưa cái phần đầu của mình ra phần sau nữa thì chúng ta sẽ được giãn toàn bộ cơ thể và đặc biệt là chữa cái phần chân cong của chúng ta nữa. Sau đó mọi người có thể lùi ra phía sau và để cái chân của chúng ta thẳng lên, rồi giữ ở đây một lát, và sau đó mọi người có thể đổi chân rồi.
Ở đây chúng ta sẽ đổ chân và thực hiện tương tự giống như chân khi nãy. I got a whole lot of affection, got it, and I got a question, how you defy all logic, are you alien, angel, God, tập tới đây là hết rồi, các bạn nên nhớ là tập ít nhưng mà hiệu quả nha. Đừng tập sai, đừng tập không hiệu quả mà hãy cố gắng là dành thời gian tập chất lượng. Mọi người hãy đồng hành với Nhi trong kênh của Nhi nha.